Đồ gỗ Bùi Tuấn chào các bác nhé. Hôm nay thứ hai, ngày mùng 7 tháng 10 năm 2024. Và buổi chiều hôm nay thì bên em sưu tầm được một chiếc sập trúc nho cài song hỷ. Và sập này thì phải nói là bản đặc biệt, đục vô cùng là đẹp, đẳng cấp nghệ nhân các bác nhé. Và sập thì có kích thước 1m70, sâu, dài là 2m1, cao là 61 phân. Và mặt sập là mặt hai lá, lá dày 2 phân. Và đây là toàn cảnh của chiếc mặt sập vân lòng chai. Chất gỗ phải nói là giả đanh luôn các bạn ạ. Giả đanh các bác nhá. Chất gỗ cứng, lên men như sắt nguội luôn. Các bác nhìn này ạ. Đấy, cái thân gỗ và cái dăm gỗ nó mịn, đặc trưng của chất gỗ Quảng Bình đẹp. Đấy, cái cây gỗ nó mọc rất là cọc cằn. Nó mọc ở núi đá, lên cái thịt gỗ, càng ngồi nó càng trơ. Và hai cái lá mặt sập cần đét mở như nhau. Đấy, vô cùng là tuyệt vời các bác nhé. Các bác nào mà thực sự chơi kỹ, các bác lên tư duy và cân nhắc chiếc sập này. Và chiếc sập này là khuôn mặt là dày 7,5 phân đậu, siêu dày, lá dày đủ đậu 2 phân. Đấy, các bác nhìn có yêu không các bác. Và hiện tại này em quay trời nó cũng sẩm tối rồi, đâm ra nó hơi bị bóng các bác nhé. Nó ngược sáng. Qua xem thực tế thì các bác phải mê hơn rất là nhiều ở trên hình ảnh. Còn bây giờ này em sẽ xuống phần cuôi để dáng chân đục gốc trúc cong quỳ. Và cái độ lét già của cây trúc mắt mấu, các đường ống, thân cây trúc to chạy, các cái cành nhỏ, rồi thì con sóc này các bác, các cái đường nét tỉa này, mắt mũi chân mồm như thật luôn. Đây là chữ hỷ, các cái cây nho, lá nho, chùm nho, vào phần giữa là khánh đá, đá cổ các bác nhé. Đôi chim trích đây, đục phải nói là đường nét vô cùng là tỉ mỉ, giống y như ngoài đời thực luôn. Và dạ sập là dày 6,5 phân đậu. Và gỗ thì lục lõi, lành lặn, phải đến 95% luôn, còn zin và nguyên bản. Kể cả từ phần hồi, đấy, phần hồi các bác nhìn này ạ. Đấy, phần hồi phải nói là đục cũng như dạ tiền luôn. Đấy, còn sóc ở phần hồi thì nó sẽ khác, dáng khác, nhưng mà đục cái thần thái và các cái đường nét chạm kỹ như dạ tiền. Và để xem thực tế chiếc sập này, các bác vui lòng qua trực tiếp Đồ Gỗ Bùi Tuấn, địa chỉ khu Vệ Lăng Cây Sung, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội các bác nhé. Và số hotline bên em là 083 626 499. Và số Zalo 0985 230 888. Rất mong các bác có thể qua trực tiếp tận nơi, cũng như là alo để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này. Và ngoài sản phẩm này ra thì cơ sở bên em còn rất nhiều những mẫu mã khác, các món đồ gỗ theo lối cổ truyền. Các bác có thể đến trực tiếp để các bác xem và chọn lựa các bác nhé. Và em đang quay ở ngoài trước cửa hàng Đồ Gỗ Bùi Tuấn, địa chỉ khu Vệ Lăng Cây Sung. Đấy, rất là tuyệt vời. Thực tế cho các bác từng ly từng tí một. Và các bác xem video hãy đăng ký kênh để liên tục theo dõi và cập nhật những video mà cơ sở bên em đăng lên mới nhất. Và em cũng rất cảm ơn các bác. Xin hẹn gặp lại các bác và quý vị ở những video sau. Xin chào.